Qua một thời gian dài tìm hiểu với khao khát được lên vợ thành chồng và sống bên nhau mãi mãi trăm năm hạnh phúc của hai cháu Thanh Tùng và Thanh Vân. Thể theo nguyện vọng của các cháu, đó cũng là mong muốn của gia đình chúng tôi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí cao của hai bên gia đình cũng như các cơ quan đoàn thể, hai gia đình chúng tôi cùng nhau long trọng tổ chức lễ thành hôn dành cho hai cháu trong ngày hôm nay. Với những tình cảm của tất cả mọi người đã không quản ngại đường xa xa xôi dành chút thời gian vàng ngọc về đây chung vui với gia đình chúng tôi và cùng nhau chúc phúc cho hai cháu. Những tình cảm đó thực sự tuyệt vời, cho phép tôi được thay mặt gia đình họ nhà trai xin gửi tới toàn thể hội hôn lời cảm ơn chân thành nhất của gia đình mình. Để đáp lại những tình cảm hết sức gần gũi và thân thương ấy, tôi mong rằng hai cháu sẽ sống mãi mãi bên nhau trọn đời hạnh phúc. Các cháu sẽ thực sự là dâu hiền, rể thảo, là đứa con ngoan trong gia đình, chung sức, chung lòng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xứng đáng lòng muốn của tất cả mọi người đã mang đến và dành cho hai cháu trong ngày hôm nay. Cuối cùng, không biết nói gì hơn nữa, trước khi dừng lời, cho phép tôi được thay mặt gia đình họ nhà trai một lần nữa xin được gửi tới toàn thể hội hôn lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc toàn thể hội hôn chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, trong cuộc sống gặp thật nhiều may mắn, bình an, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.